Lần trước trên cả bóng đá, chúng ta đã cùng gặp gỡ James Rodriguez, người đã chán nản sau khi không còn tìm được chỗ đứng của mình trên những sân khấu đỉnh cao. Carlo Ancelotti cũng đã bỏ rơi James ở lại Goodison Park. Tuy nhiên, James không phải là trường hợp duy nhất muốn đào thoát khỏi tình cảnh bế tắc từ câu lạc bộ chủ quản. Một cầu thủ khác cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự với tiền vệ người Colombia, thậm chí còn tệ hơn anh rất nhiều. Đó là Anthony Martial, tài năng từng được xem là một con Pokemon thần thông của sân Old Trafford, là tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt nhất tại Man United giai đoạn từ năm 2015 cho đến thời điểm Martial đánh mất phong độ của mình mùa giải 2018-2019. Thực sự, việc Anthony Martial để mất bản thân của mình tại sân Old Trafford chính là một trong những tiếc nuối lớn nhất của các cổ động viên Quỷ Đỏ cũng như cổ động viên đội tuyển Pháp. Những người từng hy vọng Anthony Martial sẽ là một Thierry Henry thứ hai của bóng đá Pháp, để rồi sau đó những gì mà họ nhận về là thất vọng và tiếc nuối. Thất vọng với những gì Anthony Martial đang có, được thi đấu trên một dàn cầu thủ có thể xem là đồng đều về mặt chất lượng, cùng với đó là việc được chơi ở một giải đấu chất lượng cao như Premier League, Martial đã có thể tỏa sáng nhanh hơn, thậm chí trở thành đầu tàu và là ngôi sao của bóng đá Pháp nói riêng cũng như bóng đá châu Âu nói chung. Nuối tiếc bởi Anthony Martial không phải là cầu thủ tầm trung hay một cầu thủ bình thường. Thậm chí ngược lại, tiền đạo người Pháp là một thần đồng đã bộc lộ khả năng sang bàn từ khi còn rất trẻ, thậm chí chơi tỏa sáng trong một trận đấu có tính chất trọng đại như trận Derby nước Anh diễn ra trong mùa giải 2015-2016. Trận đấu đầu tiên Martial được ra sân trong màu áo Manchester United sau khi anh chuyển đến từ Monaco. Không chỉ cho thấy sự xuất sắc trong những pha đi bóng và đột phá, Anthony Martial còn cho thấy tốc độ, sự khéo léo và thể lực sung mãn của một chàng tiền đạo chưa đầy 20. Những phẩm chất đó đã giúp Martial có được bàn thắng trong trận đấu Derby. Một bàn thắng sẽ mãi in sâu vào tâm trí những người hâm mộ Manchester United. Trong tình huống ghi bàn của Martial, sau khi nhấn bóng từ Ashley Young ở khu vực biên, Martial bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén đã tìm ra khoảng trống thích hợp cho một pha đột phá, khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Liverpool gần như không thể trở tay. Sau khi vượt qua lớp hậu vệ Liverpool, Anthony Martial nhanh chóng thực hiện một pha đảo bóng rồi ra chân cực kỳ gọn gàng vào khung thành. Dù ở mùa giải đầu tiên, Manchester United tụt xuống tận vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, thậm chí bị loại bởi chính kình địch Liverpool ở vòng 16 đội Europa League, Anthony Martial vẫn có thể vui mừng khi đã đạt được danh hiệu FA Cup sau khi đánh bại Crystal Palace ở trận chung kết trên sân Wembley, và con số 11 bàn, 4 kiến tạo sau 29 trận ra sân ngay từ đầu trong số 31 trận đã ra sân ở Premier League. Một con số trên cả tuyệt vời trong một mùa giải ra mắt. Tuy nhiên, những mùa giải tiếp theo, những con số này của Martial cứ thế thụt lùi. Đầu tiên, trong mùa 2016-2017, anh chỉ chơi từ đầu 18 trận trong số 25 trận tham gia ở Premier League, ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng và có 6 kiến tạo. Tuy nhiên, trong mùa giải này, Anthony Martial lại được chạm tay vào một danh hiệu cúp châu Âu. Đó là danh hiệu Europa League sau khi đội bóng của anh đánh bại Ajax Amsterdam tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Dù vậy, Anthony Martial không được vào sân ngay từ đầu mà phải mãi đến phút 84, Mourinho mới cho anh vào sân thay thế cho Rashford. Sang đến mùa giải 2017-2018, mọi thứ có vẻ khá hơn cho tiền đạo người Pháp khi anh ra sân 30 trận, trong đó có 18 trận ra sân từ đầu. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của Martial cũng chỉ nhiều hơn mùa giải trước đúng 5 bàn và có 5 kiến tạo. Dù vậy, không phải mùa giải nào Martial cũng thi đấu tệ. Thậm chí đã có lúc anh vượt qua hẳn con số 11 bàn của chính mình trong mùa giải đầu tiên. Đó là mùa 2019-2020, mùa giải mà Anthony Martial đã ghi được đến 17 bàn. Một con số như cho thấy sự hồi sinh của tiền đạo người Pháp. Thế nhưng, hồi sinh thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy Anthony Martial tiếp tục trở lại hố sâu của sự tuyệt vọng khi mùa trước anh chỉ có được 4 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận ra sân từ đầu trong số 22 trận anh thi đấu. Cần phải nhắc lại rằng Anthony Martial không phải là một cầu thủ bất tài, thậm chí ngược lại, tài năng của Martial đã được rất nhiều bậc tiền bối, trong đó có những người đã từng giáp mặt với Martial trên sân khẳng định trong những cuộc phỏng vấn về báo giới châu Âu cũng như truyền thông Pháp. Đầu tiên đó là Aziz Ben Adnan,
một trong những huấn luyện viên đầu tiên của Marseille tại câu lạc bộ Leolis, câu lạc bộ thời niên thiếu. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với BBC vào năm 2015, vị huấn luyện viên này khẳng định rằng: "Chúng tôi có khoảng 400 cầu thủ, nhưng tài năng như thế thì phải đợi 5-6 năm mới có một lần. Vì vậy, ngay khi chợt nhận ra tài năng của thằng nhóc, chúng tôi đã lập tức thúc đẩy nó." Còn với Muhammadu Niakite, một huấn luyện viên khác khẳng định rằng, ngay từ khi 6 tuổi, Anthony Martial đã được sắp xếp đá cặp với các cầu thủ 8 tuổi. Còn khi anh được 12-13 tuổi, Martial đã được sắp xếp thi đấu với những đội lớn hơn, từ 16-17-18. Còn theo nhà báo Philippe Auclair, Anthony Martial có lối chơi khá giống với Thierry Henry, một cầu thủ cũng có tốc độ và kỹ năng ở khu vực cấm cũng như trung phòng cấm. Bản thân Thierry Henry cũng từng khen ngợi bàn thắng đầu tiên của Martial trong trận đấu gặp Liverpool. Tuy nhiên, Martial vẫn khiêm tốn cho rằng anh sợ những sự so sánh giữa mình và Henry, nhất là khi anh vẫn còn phải học hỏi rất nhiều để có thể đạt đến trình độ của Henry. Ở trận thắng 2-1 của Pháp trước Đan Mạch vào tháng 10 năm 2015, Simon Kjær, người hiện tại đang chơi cho AC Milan, đã chia sẻ rằng anh rất ngạc nhiên khi biết Anthony Martial chỉ mới 19 tuổi, thậm chí cho rằng rất khó để có thể theo kèm tiền đạo người Pháp vì tốc độ cũng như những pha xử lý đậm chất kỹ thuật của anh trước vòng cấm Đan Mạch. Vậy, đâu là nguyên do khiến cho Anthony Martial, một tài năng từng được rất nhiều người khen ngợi, thậm chí thán phục, lại sa sút về mặt phong độ và lối chơi một cách nhanh chóng như thế chỉ sau có 6 năm khoác áo Man United, đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại? Câu trả lời nằm ở chính quãng thời gian anh đến với sân Old Trafford. Đầu tiên, đó là việc Manchester United không có được một sự ổn định về mặt lối chơi khi cứ liên tục thay đổi các huấn luyện viên xuyên suốt qua thời gian 5 năm đó. Đầu tiên là Luis Van Gaal, sau đó là Jose Mourinho và hiện tại là Ole Gunnar Solskjaer. Có thể nói, chính việc Man United không thể định hình được lối chơi của mình đã dẫn đến việc Anthony Martial khó có thể tỏa sáng trong một hệ thống vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề. Tiếp theo, đó là việc anh thường xuyên phải gặp những chấn thương dai dẳng, trong đó tệ nhất là chấn thương rạn đầu gối mà Martial gặp phải ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 trước Kazakhstan hồi tháng 4 năm nay. Một chấn thương khiến Anthony Martial phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải. Cuối cùng, đó là việc Martial không có được sự phục vụ tốt nhất từ tuyến tiền vệ của Manchester United thời điểm trước khi Bruno Fernandes đến. Nếu muốn cải thiện hiệu suất ghi bàn của Anthony Martial ở phần còn lại của mùa giải, thậm chí là mùa giải sau, chắc chắn việc gia cố hàng tiền vệ chính là ưu tiên hàng đầu của Solskjaer. Vậy, Anthony Martial sẽ phải làm gì trong thời gian tới nếu cứ tiếp tục bị đầy ải trên băng ghế dự bị? Có lẽ câu trả lời khả dĩ nhất lúc này đó là chuyển đến một câu lạc bộ mới phù hợp hơn với lối chơi của anh. Dù là ở Premier League hay một đấu trường nào khác trong top 6 đấu trường danh giá nhất châu Âu, có như vậy Anthony Martial mới có thể cởi bỏ được áp lực, có thể hy vọng cứu vãn được sự nghiệp còn rất dài phía trước. Như đã đề cập trong video lần trước của James Rodriguez, việc một tài năng đạt được sự kỳ vọng để rồi chết chìm trong tấm áo quá lớn của một đội bóng hàng đầu đã không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, khi xét đến tài năng cũng như xuất phát điểm và tiềm năng của Anthony Martial, một cầu thủ đã nhận được rất nhiều sự thán phục từ trong nước lẫn bên ngoài nước Pháp, chúng ta vẫn phải cảm thấy tiếc nuối cho anh. Tiếc nuối cho một tài năng đã đánh mất bản thân của mình, không thể đạt được sự kỳ vọng, dù trước đó đã từng tỏa sáng rực rỡ tại sân Old Trafford trong một hai mùa giải.